Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung thần ý. Thấu kiều ý thiên, nhan giả giờ đại cát tại nữ dưỡng sở miếu chúa bà. Nay con tổ chức lễ tạ bách nhật trăm ngày nô nhang bách nhật trăm ngày đền của chúa. Nay được trong ban kính thiết và lời mời thanh đồng sa bác ghế để hầu tạ cho chúa. Con lời đầu tiên con xin phép Phật thánh, xin phép chúa bà thủ đền thủ điện, xin phép pháp sư, xin phép văn đàn tiếng hát, xin phép tay quỳnh tay quế, xin phép các thanh đồng đạo quan cùng dân thôn bản hạt cho canh đàn quan lễ cậu vào hầu thánh được đắc lễ đắc bái đắc tiêu đắc cầu. Đây có tín chủ Nguyễn Bá Minh về dâng hương tiến lễ canh đàn trợ duyên tiếp phúc canh đàn cho cậu hầu được chu viên. Thì cậu có lời với tất cả mọi người là canh đàn quan lễ thì giữ trật tự uy nghiêm để cho tôn linh phép phép của thánh, thì con xin tất cả mọi người là phải giữ trật tự nhá. A Di Đà Phật ạ, xin hết ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngoài son đôi ta nhất chi thần đồng cung cô đôi nhất chi thần đồng nhiều nơi cầu đá
đua ngõ xem bằng khai hoa. Đó là chính thanh đồng họ Nguyễn Con từ hậu Lan Giá Hương Bà Mộ Hương Bà Nạn Bản Đề Nạn Bản Nạn Sầu Nguyễn Công Sơn Tân Thôn Bản Hương Bà Mộ cho Sơn Thôn Bản Nạn Chúng Con Sống Nạn Đây có gia chủ họ Nguyễn Con Nhất Tâm Công Đức và Bản Nạn Bản Đề Hương Bà Giang Phúc con trở về với gian nghiệp cho được tâm thành ngày nay chúng con tâm bởi vì để học tâm thành tôi đã tâm một bản ngã con đi ra ngoài đi bản lúc ngày mai nó đấy con đi ra mẹ cũng không nói được thì chúng ta ha cô làm cho con trở lại từ từ đi bước cho mẹ đây mẹ vừa bước chân làm rồi ai đi đâu rồi đó bố là vào thiên hồ này.
trăm bốn mùa hoa cỏ rơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh linh nhất là nguyệt quang minh. Chú bà để giáng sinh một cây. Nếu ai đi thì mất mất mà nam thanh đi đường yên mê đường quanh quanh lên núi đồi về chúa nguyệt xa xôi.
nhân dân văn na thiên chúa bản đèn năm phương thiên chúa giáng đời đàn cha thank you.
cụ lão giờ đây con tây thay chúa già ở đâu thank you.
Bye.
Thank you.
hòa bình nước tiếng mà chấp ngoài nửa đêm giờ tí chưa hiền hình. Thank you.
chứ cho mọi phần hòa nguyện kia thanh cao. Lê chữ thơm thường treo cao anh xa ngọc hòa, chú tam tòng tư đức là thiên nhiên gì. Hòa nguyện con đặt mũi con tâu quyền. Thank you.
Quan ơi, quan ơi, chuyện này là xin sát na, đừng làm buồn.
trên đời chép biên hà và ai hữu đạo là thảo huyền tu nhân tình tiết chép biên cho rõ ràng bao nhiêu kẻ ngang hàng mà bao ngược ngay chuyện hại người không chớ đợi sau tôi lần này có xa gì đâu huyền đường như ý sợ cầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
câu đôi ôi yên tình thủy phủ chưa cứng bỏ gần tôn quan chân chân đủ to lầy ra trên trên khi xa từ ngày và gần xu thế giới đời đời vì do dùng bệnh đôi đường
khoan văn vui. Quan đi, dài xa thế đến ngàn quan
chấp nước về thủy quốc một kia chiên con gái ngọc mà đi đùng đùng dâng nước phép không ai
trước mà quen tỉnh xa trần đứng biến tận sứ bạc kim ngân lên sứ bạc kim ngân lên và bã dân điên một lớn chát điên do giả thì do người ta tham kinh đời vì cho dân tận công đường tôi ra được cửa nghe lòng đọc tài để ra được mùa hoặc lặng tay qua khi gung lòng đọc ngang thật cờ rượu quan kinh chiêu má văn ngã thiết tâm cùng giả kinh phủ phủ hoàng không gần danh chúa tiên dung dung Sông tranh tranh tranh
nhớ người cha sĩ tài danh vẫn còn nhiều nhiều nhiều
nhưng chữ hiếu quan đã chọn cái chữ tình thương. Muôn dân xa gần đều biết quan lỡ những biển thân thơ của sông đâu đó lâu dầu về.
tôi ngoan điều chót đời.